bạn đến với khóa học guitar cơ bản cho người mới bắt đầu của Đăng Khoa, khóa học đầu tiên của mình trong năm 2020. Và như đã hứa với rất nhiều các bạn mới học đàn guitar, sau khi Khoa ra cái khóa học về kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng thì rất nhiều bạn comment nói rằng là: anh ơi, em mới học đàn và em chưa biết gì cả. Một số bạn thì nói em chỉ biết điểm vài hợp âm sơ sơ, em không biết các nốt nhạc, em cũng không biết là chuyển các hợp âm nó như thế nào, một vài điệu cơ bản, vân 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 vân. Thì anh nên ra những cái khóa cơ bản để cho chúng em học. Và sau đầu năm, nhân dịp cái dịch Covid này, mình nghiên cứu rảnh rỗi thì làm ra một cái khóa học. Và cái khóa học cơ bản này nó dài hơn 8 giờ đồng hồ, tức là 480 phút, hơn 480 phút nha các bạn, với cách tiếp cận cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Mình giải thích cho bạn rất là nhiều thứ, rất là căn bản, không thể căn bản hơn được nữa. Và khóa học của mình có điều gì đặc biệt, khác biệt so với các khóa học mà dạy về guitar cho người chưa biết gì hoặc mới bắt đầu? Đó chính là đặt vị trí của mình vào vị trí rằng là của người mới học. Các bạn biết rất nhiều khóa học và dạy điểm hát cơ bản trong 30 ngày thành thạo, thật ra đó là một chiêu marketing. Bạn không thể thành thạo trong 30 ngày, cam kết với bạn. Vậy thì nếu học cái khóa học này của Đăng Khoa thì bao lâu mới có thể gọi là thành thạo? Xin thưa với các bạn là khóa học này các bạn phải học ít nhất trong 3 tháng thì các bạn mới có thể lãnh hội được và trở thành một người có thể là biết đàn, biết hát, biết đọc được những bản nhạc cơ bản, biết đánh những hợp âm, tất cả các hợp âm trưởng thứ bảy, một vài hợp âm mở rộng. Đó, thì từ đó bạn có thể nâng cao khả năng bằng cách tự học thêm, bởi vì bạn có cái nền tảng. Mình thể xem nhiều cái bài dạy của mình trên YouTube, bạn hiểu rõ hơn. Xem những cái bài dạy của những người khác, mình hiểu rõ hơn, mình học được. Còn quá trình gọi là thành thạo thì quá trình nó tính bằng năm các bạn ạ. Và thành thạo là một thuật ngữ rất là chung chung. Do đó đừng nghe những người nói là 30 ngày thành thạo, cam kết với bạn rằng không một người nào mà chưa biết gì học 30 ngày thành thạo, thần đồng cũng không làm được việc đó. Có thể họ sẽ học nhanh hơn một tí thôi, nhưng mà từ thành thạo trong 30 ngày là điều không bao giờ xảy ra. Các bạn nên biết rằng trong 3 tháng với tất cả các kiến thức mình dạy cho bạn, bạn sẽ làm chủ được hết cái cần đàn này. Bạn đọc được hết tất cả các nốt ở trên cái cần đàn này. Bạn xem các bản nhạc, bởi vì mỗi một cái bài mình dạy trong đó, mình chia cho rất là chi tiết, từng phần, cho các bạn đọc hiểu. Nhạc lý nó không có quá khó khăn, khô khan gì cả. Mình đưa vào lòng ghép vào rất là nhỏ và ứng dụng trực tiếp trên cái đàn guitar. Do đó các bạn sẽ ghi nhớ nó không có gì là khó khăn cả. Rồi sau đó với là không chỉ dạy các bạn là đây là hợp âm la, đây là hợp âm pha, các bạn cứ bấm như vậy đi, không được kẹp cabo. Mình không dạy các bạn như vậy đâu. Mình sẽ dạy các bạn cách tiếp cận nó để làm sao mình có những cái bài tập cơ bản, xong sau đó các bạn áp dụng vô tập hợp âm, các bạn tiếp cận nó rất là dễ dàng, không có quá phức tạp gì cả. Và những cái hợp âm cũng sẽ ưu tiên dạy những cái dễ trước, chứ không phải là áp vô cái đây 7 hợp âm trưởng các bạn học hết, qua 7 hợp âm thứ, 7 hợp âm gì cả, mà không có phân chia ra. Đều có chia những cái dễ mình học trước. Sau mỗi cái phần dễ đó, chúng ta sẽ có cái bài tập để chuyển hợp âm và các bài đánh nốt của những bài rất cơ bản. Sau đó chúng ta học được vài hợp âm rồi, chúng ta sẽ kết hợp điểm cho cái bài đánh nốt cơ bản đó. Rồi các bài tập các bạn ghi để nhớ tên nốt đầu ra, ghi nhớ từng cái hợp âm. Rồi sau khi các bạn chạy ngón tập những cái bài rất là cơ bản lên để các bạn có thể làm chủ được thằng đàn, sau đó chúng ta mới qua cái phần là điểm hát cơ bản. Thì phần điểm hát của mình chia ra cho các bạn là mỗi một cái điệu có hướng dẫn rất là chi tiết, tập kèm với metronome, phân tích nhịp 1 và 2 và 3 và 4 rất là theo đúng cái kiểu mà học, chứ không phải là xuống lên lên xuống lên, các bạn không biết nhịp nó như thế nào cả. Rất là phân tích chi tiết như vậy cho bạn. Rồi sau mỗi một cái điệu như vậy, chúng ta có 4 bài luyện, 4 bài điểm hát cơ bản. Mỗi một bài điểm trong một điệu đó mình đều đưa vào một cái mới mẻ để cho các bạn học, chứ không phải 4 bài đánh cũng như nhau cả. Mỗi bài có biến tấu chút ít, hoặc là thêm một cái hợp âm mở rộng, phân tích cho các bạn kiểu chạy bass này như thế này, như thế nọ. Rất là chi tiết cho các bạn ha. Giờ phần mà hết cái phần đó rồi thì chúng ta qua cái phần bonus, tức là mình tặng thêm kiến thức cho các bạn của tất cả các hợp âm ha. Giờ cái bí quyết để di chuyển cái hợp âm như thế nào, chúng ta từ một cái chúng ta suy ra được rất là nhiều hợp âm khác nhau đó. Và một cái rất là đặc biệt mà rất ít người dạy các bạn
Đó chính là dịch chuyển tông bài hát sao cho phù hợp với giọng hát của bạn, hoặc là vừa phù hợp với một giọng hát mà bạn muốn điểm. Rất nhiều bạn hỏi điều đó, và trong cái khóa học này mình chia sẻ cho các bạn rất là tỉ mỉ hai cách cực kỳ đơn giản và khoa học, chứ không phải là tính lụi nha các bạn, rất khoa học, để các bạn có thể bài hát đó mi thứ cao quá tôi hát không nổi, tôi chuyển xuống la thứ, si thứ gì đó tôi hạ xuống, làm sao chuyển tất cả các hợp âm liên quan trên mi thứ chuyển về la thứ hoặc si thứ cho các bạn ha. Nó rất khoa học và các bạn làm được trên tất cả các hợp âm của các bài hát đó. Thì với khóa học này mình tin rằng là các bạn chỉ cần mỗi ngày luyện tập khoảng cỡ 20 phút 30 phút ha, kiên trì, thì trong vòng 3 tháng các bạn sẽ thấy là hiệu quả nó rất là bất ngờ. Và đặc biệt khóa học này mình mới mở ra thì đến hết tháng 5 luôn có khuyến mãi. Các bạn xem phần link trong cái mô tả của video này hoặc là trong cái phần comment đầu tiên, thì ở đây mình có hai cái lựa chọn cho các bạn. Đầu tiên là khóa học cơ bản dành cho người mới bắt đầu có giảm giá luôn. Cái thứ hai là cái luyện ngón cơ bản cũng có giảm giá khuyến mãi cho các bạn luôn. Và đặc biệt cái thứ ba đó là combo của hai cái khóa học này cộng lại. Nếu bạn mua cái combo này, bạn lợi nó là rất là nhiều ha. Lợi ích nó là 40% hơn nha các bạn. Lợi ích của khóa học này rất là nhiều nếu mà các bạn mua cái combo, vừa có cả là cái cơ bản và cái luyện ngón gom chung luôn. Đó. Thì hai cái này cộng lại theo đúng bạn mua riêng từng cái, một cái 750 ngàn, một cái 250 ngàn là cái triệu bạc rồi. Trong khi bạn mua hai cái thì nó chỉ có 590 ngàn mà thôi. Và bạn nên nhớ rằng đăng ký một lần, đóng tiền một lần, học trọn đời. Học trên thiết bị di động hoặc là laptop, máy tính bàn của bạn đều được. Các bài dạy của mình đều có phần tab, báo tab hoặc là file PDF để các bạn có thể download về in nó ra. Các bài mình hướng dẫn chi tiết chậm ở trên cây đàn guitar, có phân tích mọi thứ hết cho các bạn, rất là trực quan và dễ học. Và các bạn hãy đừng bỏ lỡ dịp đăng ký sớm từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 5 2020 là chương trình khuyến mãi này sẽ diễn ra nhé. Thì mình tin rằng là các bạn đã theo dõi các video mà mình đã hướng dẫn, cảm thấy được sự dễ hiểu hoặc là chi tiết, thì trong khóa học này nó sẽ gom lại những cái chi tiết và đơn giản nhất bằng cái cách là diễn đạt, nói chung là theo cái cách của khoa diễn đạt, thì làm sao để dễ nhất cho các bạn có thể tiếp cận với cây đàn guitar một cách bài bản và nhanh chóng hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nhé.